cha mẹ già yếu, xin con đừng nói lời này, đau lòng cha mẹ. Trong các loại tình cảm thì có lẽ tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con của mình là bền bỉ, cao quý và thiêng liêng nhất. Cha mẹ có công sinh thành, dạy dỗ chúng ta, hy sinh tất cả để cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp. Dù cho bạn bao nhiêu tuổi, đã lập gia đình rồi đi chăng nữa, thì cha mẹ vẫn luôn dõi theo, che chở cho chúng ta mỗi khi gặp sai lầm, khó khăn. Đa phần mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đều xảy ra do sự lạc tông về thế hệ, quan điểm cũng như cách nói chuyện thường gây hiểu lầm cho đối phương. Và chúng ta trong những lúc nóng giận thường dùng những từ ngữ khá gắt gỏng với cha mẹ mà đôi khi không nhận ra. Và tất nhiên cũng sẽ không biết những lời nói đó đã gây ra sự tổn thương bên trong cho bố mẹ nhường nào. Mâu thuẫn, khoảng cách vì vậy mà càng sâu hơn, xa hơn và nghiêm trọng hơn. Bất luận là bố mẹ đã chăm sóc giáo dục ta ra sao, nhưng ít nhất mẹ cũng đã mang thai ta 9 tháng 10 ngày và sinh ta ra trên cõi đời này, cho ta nhìn thấy tất cả mọi thứ, thiện ác xấu đẹp mà nếu không được sinh ra, ta chẳng thể nào biết được. Thế nên phận làm con, đừng làm những việc để rồi sau này hối hận, hãy đối xử thật tốt với người đã sinh ra ta. Đừng đợi đến khi họ không còn nữa mới biết trân trọng, khi đó tất cả đều đã muộn mất rồi. Và xin hãy nhớ, đừng bao giờ nói với bố mẹ 10 câu dưới đây, cho dù chỉ là lỡ lời bạn nhé. 1. Gọi cho con làm gì thế? Bố mẹ gọi điện thoại cho con cái, trừ những khi có việc phải thông báo thì phần đông là muốn chuyện trò với con, nghe tiếng con. Chúng ta liệu có hiểu được dụng ý này của bố mẹ? Hãy nhớ lại những lúc bạn đang nhung nhớ người yêu. Khi đó liệu bạn có cần đến lúc có việc mới nhấc điện thoại gọi cho nửa bên kia không? Hay chỉ cần rảnh rỗi, thậm chí là tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong công việc để nhắn tin gọi điện cho nửa kia? Lúc ấy thời gian 24 giờ mỗi ngày như thể luôn thiếu đối với các cặp đôi. Vậy tại sao lại tiếc ít phút trò chuyện cùng cha mẹ? Thế nên dù không có chuyện gì đi nữa, cũng đừng lúc nào cũng vội vã gác máy khiến cha mẹ chạnh lòng. 2. Con tự lo được, bố mẹ cứ mặc kệ con. Nếu có thứ gì trên đời khó mặc kệ nhất thì đó chính là mặc kệ con cái. Vậy mà bạn lại nỡ bắt cha mẹ mình mặc kệ con mình. Liệu có quá đáng lắm không? Có biết bao nhiêu người sinh ra đã không có được sự quan tâm của cha mẹ. Họ ao ước được biết thứ thiêng liêng gọi là hơi ấm tình thân. Nhưng số phận đã sinh ra họ trong hoàn cảnh cô cút và tâm hồn của họ luôn trống trải thẳm sâu dù có ra sức che giấu đi bao nhiêu chăng nữa. Cũng có những người cha mẹ đầy đủ nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm chăm sóc để mặc họ với cuộc sống của mình. Những người như vậy chẳng phải thiệt thòi lắm sao? Khi ta mất đi thứ gì, ta mới biết thứ đó dù bình thường nhưng quan trọng với ta đến thế nào. Và tình thương của cha mẹ cũng vậy, là thứ bạn đã đang sở hữu nhưng chẳng biết số phận sẽ tước đi của ta lúc nào cả. Vì vậy khi cha mẹ còn ở cạnh bạn, hãy để cha mẹ quan tâm đến bạn theo cách của họ thay vì phàn nàn, chống đối bạn nhé. 3. Bố mẹ lạc hậu quá. Sự khác biệt thế hệ xảy ra với tất cả các mối quan hệ và mối quan hệ cha mẹ với con cái lại càng có sự chênh lệch. Sau này bạn với con cái của bạn cũng sẽ xuất hiện những mâu thuẫn liên quan đến khoảng cách tuổi tác như vậy. Lúc đó bạn sẽ hiểu nghĩ của cha mẹ mình bây giờ. Góp ý của bố mẹ có thể bây giờ không áp dụng được hoặc không đem lại hiệu quả. Nhưng hãy nghĩ xem liệu chúng ta có thể thay đổi cách phản ứng của mình theo cách mềm mỏng thích hợp hơn không? 4. Con biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Một đặc điểm của người càng về già là càng hay lo lắng sợ hãi. Sợ hãi sức khỏe đi xuống, sợ hãi thời gian càng ngày càng ít lại. Sợ hãi những rủi ro sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Vì vậy, bất giác họ sẽ hay tỏ ra lo nghĩ, hay gàn con cái làm những việc chúng muốn làm hoặc than vãn kể lể, trách cứ con cái. Nhưng tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ cho con cái và gia đình mình. Vì vậy nếu không thích những sự phàn nàn hay khuyên bảo của cha mẹ, bạn hãy cứ giữ im lặng thay vì phản ứng gay gắt. 5. Sao bố mẹ động vào đồ của con? Cha mẹ có thương con bận rộn mới giúp con dọn dẹp lại phòng, với mong muốn mỗi khi về nhà con cái sẽ được thư giãn thoải mái hơn. Có thể vô tình làm thất lạc đồ đạc của bạn, nhưng hãy cố gắng kiềm chế sự bực dọc lại. Ta có thể cảm kích một hành động giúp đỡ nhỏ của người ngoài, vậy tại sao không thể bao dung cho tình yêu của cha mẹ? 6. Con không có thời gian nói chuyện đâu. Bận rộn luôn là yếu tố đẩy con cái ra xa bố mẹ hơn. Bạn quay cuồng với công việc, bè bạn, yêu đương và thời gian nói chuyện với bố mẹ chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng đừng khiến họ tổn thương bằng câu nói này.
Cùng một ý tứ nhưng thái độ và ngôn ngữ sẽ cho ra những hiệu quả khác nhau. Thay vì nói như vậy, hãy xoa dịu họ bằng những lời hứa và thực hiện nó sau đó. 7. Thời của bố mẹ thì biết gì? Câu nói này cũng có phần giống với câu bố mẹ lạc hậu quá. Nhưng có lẽ cảm xúc khi nghe còn tệ hơn. Nó dường như phủ định sạch trơn tất cả những lời cha mẹ đã khuyên bảo con mình trước đó. Đúng là thời của họ khác thời nay rất nhiều, nhưng đừng cư xử như thể thời đó là thời không còn giá trị gì nữa vậy. Hãy nói cho họ hiểu những gì đã thay đổi trong cuộc sống ngày hôm nay, nhưng đồng thời đừng phủ nhận quá khứ, bạn nhé. 8. Bố mẹ chẳng hiểu gì hết. Có thể quả thật cha mẹ nhiều lúc có những ý kiến mâu thuẫn với chúng ta mà chúng ta hậm hực, nghĩ rằng đó là cha mẹ chẳng hiểu chuyện, chẳng hiểu mình. Nhưng hãy nghĩ lại xem, bạn đã từng bỏ ra thời gian để diễn giải cho cha mẹ hiểu không? Cái chúng ta thường làm là không muốn cha mẹ xen vào cuộc sống riêng của mình, và càng lớn ta càng cách xa vòng tay cha mẹ. Những cái ôm, những lời tâm sự, những câu chuyện kể cứ càng theo độ tuổi mà càng vơi dần đi, khiến nhiều khi cha mẹ không thể hiểu được con mình làm hay ứng xử. Nhưng ta lại bắt cha mẹ luôn phải hiểu mình. Liệu điều đó có khó quá hay không? 9. Con đã bảo là đừng làm rồi mà bố mẹ cứ làm. Tuổi gì cũng đồng nghĩa với nhiều lo lắng và cảm giác mặc cảm, tự ti. Đó là bởi vì họ sợ sự già yếu của mình sẽ làm con cái chịu thêm gánh nặng. Vì vậy họ vẫn muốn tự làm những việc có thể. Tuy nhiên, một số cha mẹ đã không còn đủ sức lực để làm việc gì đó. Chúng ta vì lo lắng cho cha mẹ mà ngăn lại, nhưng đừng khiến cho cha mẹ cảm thấy họ trở nên vô dụng. 10. Sao bố mẹ chậm chạp, lầm cầm thế? Tuổi già mắt mờ, tay chân vụng về, cơ thể yếu ớt, làm sao có thể phản xạ và hành động nhanh như tuổi trẻ? Khi mà cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, thì tuổi tác bạn mới hiểu được sự bất lực của cha mẹ khi về già là như thế nào. Câu nói này thực sự như nhát dao cứa vào tim cha mẹ. Chẳng ai muốn mình chậm chạp, lầm cầm, chẳng ai muốn trở nên vô dụng, và đặc biệt hơn là chẳng ai muốn con cái của mình khó chịu, chê bai vì điều mình đã không còn làm nổi nữa. Vì vậy tuyệt đối, dù khó chịu cha mẹ thế nào, bạn cũng không được thốt ra những lời tồi tệ như vậy. Ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu thay đổi cung cách giao tiếp của bạn với cha mẹ mình. Chỉ sau một thời gian, bạn sẽ nhìn thấy những cải thiện vô cùng tích cực. Giữa cha mẹ và bạn sẽ hiểu nhau hơn, và có lẽ những xung đột tranh cãi sẽ bớt dần đi, trả lại không khí vui vẻ, dễ chịu cho tất cả thành viên trong gia đình. Đầu tiên, hãy thường xuyên thảo luận với bố mẹ về những công việc hàng ngày. Càng làm một điều gì đó nhiều lần, bạn sẽ càng thấy nó dễ dàng. Việc trò chuyện với người lớn về những việc diễn ra thường ngày sẽ giúp xây dựng một mối liên kết giữa mọi người với nhau. Nhờ đó, khi bạn gặp một việc nghiêm trọng hơn, cuộc thảo luận cũng sẽ dễ dàng hơn. Đó có thể là những việc rất bình thường, ngày nào cũng diễn ra, chẳng hạn như chuyện với đồng nghiệp ở chỗ làm, chuyện trường lớp của con cái, chuyện bạn bè của bạn, hay chuyện hôm nay đi chợ có điều gì khiến bạn chú ý. Tất cả những gì xảy ra mỗi ngày với bạn đều là chất liệu tốt để bạn có thể khai thác, vừa giúp bạn cùng cha mẹ xích lại gần nhau hơn, lại vừa có tác dụng khiến bạn giải tỏa căng thẳng. Khi cha mẹ cảm thấy kết nối với cuộc sống hàng ngày của bạn, họ có thể ở bên chia sẻ với bạn nếu một điều gì đó quan trọng xảy ra. Thứ hai, đối với những việc quan trọng, hãy chuẩn bị kỹ trước khi nói ra. Điều cần phải chuẩn bị ở đây đó chính là bạn muốn gì từ cuộc trao đổi này. Sau đó hãy chuẩn bị cảm xúc của mình cũng như mường tượng trước phản ứng của cha mẹ để có sự mở lời thích hợp. Chẳng hạn như đối với một việc có thể khiến cha mẹ buồn, bạn có thể mở lời rằng con có chuyện cần nói với bố mẹ, nhưng có chuyện này sẽ khiến bố mẹ buồn, nhưng con mong muốn chia sẻ với bố mẹ để giúp con đưa ra được phương án thích hợp nhất. Khi nói được sự mở lời như vậy, bố mẹ bạn sẽ cảm nhận được mình là đối tượng được con tin tưởng, và trọng trách của mình không phải là để nổi xung lên mà là giúp con cái định hướng rõ ràng hơn. Một điều nữa cần chuẩn bị đó là thời điểm thích hợp nào để nói ra câu chuyện đó với cha mẹ bạn. Bạn nên tiếp cận họ khi họ không bận rộn với những chuyện khác. Hãy dùng câu hỏi, chúng ta có thể nói chuyện lúc này được không bố mẹ? Lúc lái xe hoặc đi bộ có thể là các cơ hội tuyệt vời để nói chuyện. Nếu bạn thấy không tìm được một không gian tốt, hãy nói, con cần nói chuyện với bố mẹ, khi nào thì tốt ạ? Việc lên kế hoạch tốt sẽ có ích cho một cuộc trò chuyện khó khăn. Suy nghĩ trước về những gì bạn muốn nói hoặc yêu cầu và có thể viết ra những ý tưởng quan trọng nhất nếu cần. Sự khéo léo trong giao tiếp không chỉ để dùng với việc xã giao bên ngoài mà còn để sử dụng trong chính gia đình mình. Gia đạo có bình an, viên mãn, thuận hòa thì tâm trạng của bạn mới được nuôi dưỡng tốt.
Khi đó dù ra ngoài xã hội có phong ba bão táp thế nào, bạn cũng còn chốn bình yên là nhà, nơi có cha có mẹ để quay về trú ẩn. Đừng khiến trái tim ấm của mình bị lung lay dù bất cứ lý do gì, bạn nhé. Chúc bạn và cha mẹ mình sẽ luôn tìm thấy tiếng nói chung và cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng của hai chữ gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.